Hot News Showbiz. Ba người bị buộc tội 5 năm tù về vấn đề liên quan tới cậu con trai thứ 3 của Trương Bá Chi. Một năm trước, để vạch trần danh tính cha ruột của bé Marcos, cậu con trai thứ 3 của Trương Bá Chi trong nhóm phóng viên giải trí đã tiết lộ giấy khai sinh của đứa nhỏ. Cụ thể, trong giấy khai sinh có tên bé Marcos và mẹ là Trương Bá Chi. Tuy nhiên, ở mục cha thì không hề có cái tên nào xuất hiện. Sau vụ việc, Trương Bá Chi không chỉ lên án mạnh mẽ các phương tiện truyền thông có liên quan mà còn gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có chức năng. Cơ quan này đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra. Truyền thông Hồng Kông đưa tin ba phóng viên giải trí trong nhóm này là bị tình nghi trộm giấy khai sinh của bé Marcos và tung lên mạng xã hội. Theo báo cáo, cảnh sát địa phương đã có hành động sau khi tiến hành điều tra. Hiện tòa án đã ra giấy triệu tập đối với nhóm 3 phóng viên này. Vụ án sẽ được đưa ra tòa vào ngày 22 tháng 2. Một khi bị kết án, hình phạt tối đa sẽ là 1 triệu đô la Hồng Kông và 5 năm tù giam. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để được cập nhật các tin tức hot và mới nhất của Showbiz nhé! Hot News Showbiz.